Rồi à, anh quay em à? Ừ, thăm nhận được chưa? Vâng, lúc thì em nhận rồi, em nhận số anh, số 96, 9 mấy nhỉ, vẫn số người gửi hàng thôi mà. Ờ, không ai nhận được đâu. Vâng, đấy thì là cái đấy là một đôi mái, một được một mái rồi anh. Một trống một mái đấy. Vâng, em lúc này đi ra quên mất rồi, hỏi anh là tiện anh gửi luôn ở trên anh là có trứng chim này không? Em mua hai quả mà quên mất nên là tiện gửi luôn về. Tết thì ra Tết. Thế thì phải ra Tết anh nhé. Thế hôm nay nhìn hai con có ưng không? Dạ. Nhìn chim có đẹp có ưng không? Dạ vâng, em xem đúng ý rồi em rồi ạ. Ừ. Thực ra nói thật ra là đôi đấy bình thường là bán toàn 1,5 triệu đấy, nhưng mà thực ra và em thích cái này là vài năm ngay không quên đấy, không quên đẻ sau là quên đi mất vùng đâm ra ngưỡng đã thích là vài năm ngay không để đâu rồi lại quên cái tầm kia thì nó chỉ được cái loại nó non non hơn một tí và nó hết thì ngại không muốn nói lại chứ không phải là thôi cứ gửi đi xong người lại bảo tiền cước mà ra này rồi mà không sao cả vấn đề là mình lấy rồi anh rồi là em ok mà rồi lúc đấy mà nếu anh mà em không nhớ ra bảo trời ai trên anh có anh chạy định gửi em đôi trứng đúng rồi tiện thì gửi luôn thì thôi vâng tiện năm lấy thêm cái gì nữa thì gửi luôn một thể và ngay sang năm mới thì có gì dùng thì anh gửi em nhé. Em điện anh, có ưng không, nếu mà ưng thì ok rồi anh. Và lúc em điện lúc thì về thì em nhận được hàng thì em điện cho anh số tôi nhận người gửi hàng vâng đấy thì là em bảo em nhận là báo nhận hàng rồi để anh yên tâm. Với ông 0942089769 nhé. Vâng đúng rồi vâng. Ông đấy chuyên mình ở đầu văn phòng. À vâng. Chúng ta kết nối yên tâm đi, uy tín là số. Dạ vâng, ok anh, vâng. Ok. Vâng, gặp được anh nhé. Vâng. Vâng.